tươi quá trời luôn, đúng là farm. Đúng là farm vegetables. Turnip. Wow, so nice. Pepper. Ớt, đủ loại hết. Zucchini. Là ớt ngọt. Red lettuce, red leaf lettuce. Ngon quá đi, mới tinh luôn. Giống như cái giống rau lettuce để mình ăn với bánh xèo. Pink lady apples. People, Fuji apple, fresh from the tree. Đây này, em thấy không? A lot, you see? I love it. Cái nào mà xanh thơm, I'll take it. Nè, anh Tân, dễ thương không? Nè. Oh my God. Nguyên chân nè. Cái này, cái này. Để hồng nữa. Wow. I like the one that have a rough a little bit. That heat up from the sun. Yummy. So good. Okay, hơi kém ở nhà nhiều quá, không biết hai cái nào. Anh thích nó sần sùi nhỉ anh Tâm? Người ta nói sần sùi ra cái này được này ra. Làm biết sao? Là nắng nhiều quá. Nó nhiều chất qua cho mình. Can I borrow your bag? I run out of pocket. Nè, các bạn thấy không? Fuji giòn và ngọt, tuy là không có lớn lắm nhưng mà nó vui. Cái trái này rất là nặng. Yeah. Còn cái chỗ mà nó bự á, mà nó không có nặng á, dạ thì nó không có ngon. Cái giống này nó nặng mà nó ngọt. quảng cáo. Ngon hả được? Ngon quá đi. Nãy giờ ăn cá thứ ba rồi. Me too. Dạ. Nó ngọt và nó nhiều nước. Chua chua ngọt. Nó tươi nữa. Gốc lên luôn. Look at this tree, people. Beautiful. This is King Lady Apples. Nó còn non chưa có ăn được, nhưng mà đã đẹp lắm rồi. Yeah, don't you love this? I love it. Whoa. You can come here, baby. Ôi chà chà, thích bừng không ăn. Cái giống này nó chua hơn. Thấy nó đẹp vậy mà nó chua hơn. Cái giống Fuji apple đó.
Wow. Hai đứa này đi hái là thôi. Coi như xong cái vườn đó. Cái này hôm nay họ lỗ vốn rồi đó nghe. Cái này rất là đủ ánh nắng. Đang thấy nó đậm nắng. Mấy trái này đủ ánh nắng hết nha. Dè. À thôi dè dè đúng rồi đó. Cái dè dè có người dè chặt. Ồ, đụng với nó đụng. Trái đó nó chưa được chín không nè. Đụng nó rụng quá. Thấy được không? Anh Tâm, chưa chín không? Tỉnh chưa chín. Trái này nó hồng hồng á. Trái này nó trái này sao? Wow, trời ơi, nó rụng. Trái này được không anh Tâm? Cũng được cái này. Được. Ây da. Không muốn đi về. Wow. Nương bên đây nhiều lắm Nương ơi. Trời ơi, trái này nè. Nương, ở đây, cái đây. Cho Nương hái nè Nương. Come here. Được rồi, come here nè Nương. Nương ra đây. Cho Nương hái nè. Nương đây nè. Cái giống này là ngon nhất. Nương. Đủ lắm không? Đủ rồi nè. Đó. Mấy cái sân trồng. Chùm luôn. Wow. Everything là tôi muốn. Oh. Úi trời ơi coi kìa. Trời ơi cưng quá ha. Đó. Dễ thương ghê chưa trời bên tay nhà anh Tâm. Nè, bạch bạch nó ra nè. Quá trời luôn ha. Mà em thích những cái giống này nó nặng. Ngồi đục thì nó rớt nè. Nó nặng nó giống như cái ổi á. Ôi trời ơi bự quá. Wow. Nếu mà em lỡ sợ Lan nói là bự là nó không có. Đó bự quá ha. Nhưng mà cái này nó không có đủ ánh nắng á. Em nghĩ đó, nó không có ngọt bằng những cái trái ở trên không ở trên ha. Đó hái nguyên cành luôn. Ngon hả? Những cái giống này cái gì cũng ngon hết trời. Trời ơi bên này nó sai nè anh Tâm. Hay quá. Để em ăn thử một bên nó một bên nó không xịn. Một bên nó không có ánh nắng này hết nhiều rồi. Nó ngọt nhưng mà thử coi một bên ăn không ánh nắng hả? Rồi bên này là có ánh nắng vô. Trái này còn là ngon lắm. Đúng là bên có ánh nắng nó ngọt hơn anh Tâm. Cũng là một trái. Đây không ánh nắng. Dạ. Cũng là một trái nha mà có ánh nắng nó ngọt hơn không ánh nắng không. Phải không? Vẫn ngon hả? Nó vẫn ngon nhưng mà nó đây ngọt. Đúng rồi. Trời ơi cứng quá, cứng quá. Mình mà trồng được giờ mình không bán đâu anh. Bán gì trái gì thiệt. Dạ. Đó, trái này ánh nắng nó vô nè. Mình mà trồng được vậy chắc mình để mình nhìn quá mình không có bán đâu. Được tam tạng hả? Không biết không làm này cho đỡ cực nha. I pick all the branch. I love the branch, so whatever I pick, I pick with the branch. Yeah. Cái này ngon nè bác. Close up, honey. See? Đi đâu đây?
ngửa cái nón ra, ngửa cái nón là cho thấy đầy trong cái nón á. Loại táo chua này để mình làm bánh rất là ngon. Okay, so we get out of here, go to the vegetable garden. Yeah. Wow, so big. Cái đó là cái này giống tulips. Giống gì? Tulips, right? One, two, three. Yeah. Yeah. Oh wow. Radish? Is that radish? Turnip. Look like turnip, right? It's so big, it's huge. Oh my god. Cái củ sắn hả? No, no, cái này là về chị làm. Bây giờ nướng chua ngọt á chị. Ừ, cái này để em làm hôm mai mình hâm lên nó còn ngon nữa. Về nhà em với anh trồng trồng rau với bán không Tâm? Ôi hôm qua cái bà ở ngoài đã bán rau mình tìm á, đã trồng mấy chiếc xu anh Tâm cho ổ đã lắm. Đẹp quá anh ơi. Nó ăn nó giống như củ cải trắng vậy Lan. Vậy hả? Ừ. Chở cho tất cả các những người đi viếng thăm á để xem vườn. Đây, thu hoạch củ dền quá nhiều luôn. Tươi rói luôn nè quý vị. Tươi rói mà phải ăn luôn cả cái lá nha. Lá bổ lắm. Vừa ngon vừa bổ. Củ thì trả tiền, còn lá thì người ta cho.